Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đang ở trong cửa hàng Rossmann và mình đang đi mua một số thực phẩm chức năng cho khách hàng đặt. Và trên tay mình hiện nay là đây là một cái sản phẩm về nội tiết tố, viên uống để tăng cường cái nội tiết tố dành cho các chị em mà tầm tuổi trung niên đấy. Và khi sử dụng những cái sản phẩm này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vitamin bổ sung cho cơ thể và giúp cho các chị em vượt qua được cái tuổi tiền mãn kinh một cách dễ dàng hơn. Nó sẽ giúp cho mình tránh được cái sự bốc hỏa này, hoặc là trong người nó khó chịu, và cái nội tiết của mình nó được cân bằng hơn. Thì đây là một cái sản phẩm mà đã được rất là nhiều người dùng, và các bạn có thể dùng nó đều đặn mỗi ngày một viên. Mỗi một cái hộp này nó có 30 viên, cho nên là mỗi một hộp sẽ dùng được trong một tháng. Và cái giá của nó thì nó cũng chỉ hơn 300 một chút. Thì mọi người hãy sử dụng cái sản phẩm này và yên tâm là mình mua ở ngay tại tại cửa hàng Rossmann ở bên Đức. Cho nên là các bạn rất là yên tâm khi đặt hàng của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video giới thiệu về sản phẩm lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.